đang đi coi Texas Ranger game. Mà bây giờ kiếm chỗ đậu xe chắc hơi bị khó à. Tới, tới sớm mình lại đi chỗ đi làm chơi. Sao chứ? Say hi. Tay được á, đang giờ đi coi game mới trong cái bar ra. Bar này lớn chứ sao. Giờ mình đi vô đó mình coi game đi với hai thằng bạn. Cái gì không ra đâu, không hiểu gì đâu. Hội đồng dễ sợ giờ chuẩn bị 7 giờ bắt đầu chơi. Bây giờ người ta đi chuẩn bị đi vô. Ngồi ngoài bar nó uống bia nãy giờ sỉnh rồi, giờ nó đi vô nó chơi. Nó coi trong đó có bán bia nữa. Chúng mình vô mình review cho mấy bạn coi. Chính xác.
Chấp cho mấy anh em được. Họ đi lạc. Oh, sorry. 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 That talk, man. Talk. Talk, man. Distracted. I'm distracted right now. I'm gonna put you on YouTube. YouTube? YouTube star. You should get about 1 million hits on this. Yeah. Within about 1 minute. Để đứng kia lắp hàng để giờ cho nó check vé với lại nó. Chúng ta đem vũ khí gì không? Nó có mấy cái gì? Exactly what he said. Mấy cái gì cho tôi check. I have weapon. Pass out, man. Me too. Is it a tripod or a selfie stick? Good day. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
not allowed in the ballpark, this part here, the monopod. It's not allowed in the ballpark. Giờ chuẩn bị đông rồi nè. Sau 7 giờ đánh rồi, sắp tới 7 giờ đánh, giờ chuẩn bị nó vô nó chơi. Đang đi công Mỹ kia cái thằng Scuddy nó. Your attention please, ladies and gentlemen, please rise from your caps. Công ty cũng cho nó. And please welcome Monica Salazar. Bây giờ chụp cờ đó bạn. We invite you to join in singing with Monica as she honors America with the singing of our national anthem. Get close to that. That's the guy. Let me film. Yeah. Oh, right here, around here. There's beer around here. Right here. What was that? I don't think this.
illegal here. I don't think so. That's how the guy like. Oh, that's what he's talking about. Yeah. Tập ở dưới đang chờ chứ. Ở dưới là cái sân đó bạn. Dạ, đứng trên đài một bia. There we go.
can't do it. Can't believe I'm on the fucking first pitch. Good way, too. If you want to, then I won't. Hey, I'm sorry you got to get me eating these nachos, but it's going to happen. What's more sorry is you're wearing Astros jersey. It's going to happen. Hey, we'll see. We'll see about it. Last time was last night. You know? This is going on YouTube. That's such a cool little thing. That looks good. Yeah, this guy there tried to say it's not allowed or some shit. Really? I don't understand why. He's like, there's a motor. Oh, right? Yeah. Oh, yeah. Woo. Oh, no. That's why we're really here. Right. That's why we're really here. That's your name, number 13, Charlie. Cheers. Come on. They can't guard it out here. I mean, I see three. I don't know about you. Alan, your camera. Second place. Wow. All the backs, all my friends. All of them, my friends. Y'all came to the U. Statistically, the whole system. That was so funny. Say hi, Joseph. Oh, hi. But it does seem like it. It does seem like it. Nó là party nữa. Có người bạn nó mời mình đi party á. Bây giờ trễ quá rồi, phải về 8 giờ rồi bạn. 8 giờ mà nó còn nắng vậy. Về tới nhà có nửa tiếng. Dễ thương rồi. Working hard, man. Hard work out here. Yes. AirClock Stilson is side. Oh,
Yeah. Dễ thương không các bạn? You gonna send you back to your hometown? Yeah, I'm going home now. Oh yeah? Yeah. So you feel me live? Yeah. Feel a lot. So where you from? Vietnam. Vietnam. Say hello to Vietnam. Hello Vietnam. Peace out. Peace out. Mấy người đây dễ thương các bạn. Mà đi quay cái view này cho các bạn coi xong mình đi về. Cái view đẹp lắm. Cái view này ở đây đẹp nè. Thấy không? Đi ra sân nè, đó. Coi cầu xanh luôn. Vừa ngồi, vừa uống bia, vừa coi game. Đẹp không? Quầy đó, quầy bán bia. Now, ladies and gentlemen, we direct your attention to the video awards. Once again, here's Amanda with a big giveaway for the bar night's game. All right, Chuck, I know you like this one because you like bobble heads. Raise your hands. We want all of you back here. Sir, we're actually not supposed to have a head. It is bobble head. First 15,000 fans of Blue Five. Dầm đi dài, trong kia nó còn game. Thôi mình đi về, có hoa đèn chơi nữa. Các bạn một vòng cho các bạn coi xung quanh đây. Đây là cái cổng vô. Đây là cái quầy bán vé. Và bên kia là chỗ đậu xe. Mình sẽ đậu xe bên đó. Bên đó chợ đậu xe là phải tốn tiền. $20 for parking. Bây giờ bán vé rồi. Thì cái game này nó lớn lắm, nó sợ khủng bố quá, có nhiều cảnh sát ở đây. Mỗi chỗ luôn. Từ cổng cho tới sai, từ cái sau lưng cũng có hết. Đây mình sẽ đi ra đây. Dạ, mình đi về. Bây giờ bác bạn đố em bằng mấy giờ? 8 giờ tối. Trời còn sáng kia. 8 giờ tối rồi đó. Trời sáng không? 9 giờ nó mới tối. Ok, thôi chào các bạn nha. Nhớ ủng hộ kênh và subscribe cho kênh Nhịp Sống Hoa Kỳ. Mình sẽ review nhiều cái lạ lạ. Mình không làm mỗi ngày nhưng mà mình sẽ review nhiều cái lạ lạ. Đây là hometown. Đây là treasure. Mới thắng rồi đó, mới bắn pháo bông rồi. Ok, chào các bạn.